rồi. Cái gì đấy? Em ơi, đi đâu đây? Ai gọi nhỉ? Đi đâu đấy? Anh gọi em à? Ừ, đi đâu cái cười to thế? Em đi dòng ngô. Anh đi đâu ấy? Anh đi chơi thôi mà. Chơi á? Em đi chơi mà. Anh gì ấy, để anh thế. Để đi dòng ngô anh đi hộ được không? Thôi không cần đâu. Nói để anh đi hộ này. Nhiều mà ơi. Để anh đi hộ nhá. Thế anh không làm gì, em ấy em lấy tiền cho anh, anh đi hộ em nhé. Không, anh không lấy tiền đâu, anh đi hộ không luôn. Cứ đi không một mình em cũng không kịp xong. Nhé. Thế anh đi hộ nhé, ruộng em ở tiếp dưới kìa. Thế đi hộ em nhé. Đây ruộng của em ở đây à? Vâng, ruộng này em trồng ngô ở đây. Hạt ngô này đẹp nha. Đẹp ngô, cái này phân ấy mình lót xuống. Cho người đẹp quốc này vất lắm. Đó là để anh lấy thả ngô xuống. Em đi trồng để anh quốc đi. Anh quốc em dòng cái này nhé.
Ôi ôi, cái gì đấy? Giời. Không sao chứ? Không, không sao mấy mà. Mông. Mông đẹp quá, sợ tí thôi mà. Giời. Em mà đẩy anh, anh tặng cốn là như thế nào? Nhờ thế này trồng lúc nào mới sống? Tí nữa sống. Tí nữa sống. Làm đi. Không, không mệt đâu. Là người đẹp không mệt đâu. Mệt mặc đẹp thế chắc định đi chơi đâu chứ sao đi hội em làm? Anh đi chơi, anh đi tìm người yêu ấy. Tìm người yêu à? Ê, đi hội em nào lại mất đi chơi rồi. Không, anh không đi chơi nữa. Nhìn thấy người đẹp anh không đi chơi nữa. Anh không làm rồi. Ôi giời. Bông to. Làm đi. Sao còn nhiều thế? Nhiều, còn nhiều nương mà từ đây xuống kia mà. Ôi. Mệt rồi à? Chưa, chưa mệt. Bắt đầu mệt rồi đấy. Nóng quá. Hơi chảy hết ra này. Anh cấm cho nào. Thôi không cần đâu, em tự cấm. Cảm ơn. Nhiều thế nhỉ. Lên ngồi nghỉ đó. Nhiều thế nhỉ. Làm đi. Đây. Không làm mệt gì à? Đâu. Không làm gì đâu. Ngồi nghỉ một tí thôi.
em thay cuốc, anh dùng cái này đi. Thôi để anh cuốc cho em cái trồng đi. Thôi em thay tí. Thôi còn một tí thôi. Một không tí thì tối về là mệt, không làm ăn được gì. Không. Này. Em trồng đi. Nó đi em vào tí anh cuốc không. Để về còn tí chưa xong rồi. Ôi xong rồi, mấy cuốc cũng xong rồi. Xong rồi. Cuốc xong thôi giờ lại bỏ phân nữa. Tí nữa. Ây à. Xong rồi nghỉ tí đã. Ngồi đây anh. Ôi, mệt quá. Ngồi đây nghỉ tí đã. À, còn nhiều đấy nhỉ. Ui. Mà hết đó rồi. Ôi trời. Tí dòng tí kia nó xong. Về đó. Bình thường. Mai có anh hộ. Không hiểu đúng hết đâu. Giờ còn bỏ phân nữa thôi nhỉ. Ừ, bỏ phân nữa là xong. Phân nữa xong rồi. Xong thế đi đâu nữa? Đi chơi nhỉ? Đi chơi đâu nữa? Cái đi thôi. Đi uống nước à? Tí. Thôi em nhiều việc lắm. Làm gì ghi để anh hộ. Nói đi. Đi cần hộ đây em. Một nhà nữa. Đi làm nốt đi nhỉ. Đi làm chút kia nốt đi. Nốt đi. Ui. Cái này nè. Ừ, cái này phân đi, mình bỏ xuống xong là lấy lấp cho anh à. Anh hộ em. Ui em làm gì một toàn đất thế này. Đất đây này, bẩn đây này. Bẩn đây này. Thôi làm đi. Ui. Toàn đất đây, anh hộ ấy đất đi cho mà. Làm đi nhìn đi. Quần em bẩn anh đi. Làm đi.
đi ra kia làm kia. Người cũng xong. Xong rồi, cá lên. May quá, có anh hộ em xong sớm. Cảm ơn anh nhiều. Cháu một buổi rồi. Đau lưng quá. Đúng rồi. Cái tội dạy gái này. Chết thôi. Ui, ui, con này to thế, ui. Ui, to thế. Nó nhìn này, ui, nó chạy mất rồi. Em ơi, nó đi rồi. Không phải chờ nó chạy đi rồi. Nó đi chưa? Nó chạy vào trong này rồi. Ui, sợ thế, dám to. Nó chạy vào trong này mất rồi. Đi về, sợ lắm. Hết rồi. Em nhảy kiểu gì mà ngu đuối thế này. Biết nó đi chưa hay tí nó lại quay về. Nó chạy đi rồi. Sợ quá, chưa bao giờ thấy rắn thì nó sợ thật. Này cái gì mà nó đổ hết ngu rồi đây này. Đấy, giật mình nghe, xít giống vào nó rồi. Sợ. Nó bay tới tung này. Thôi anh không lấy đâu, em hộ em mà. Ê, em bảo sáng em bảo thuê anh mà, thuê anh hộ em mà. Không lấy đâu. Tôi cầm đi. Thế anh lấy cái này này đi uống nước. Cảm ơn nhé. Nhé, hôm nay nhé. Thôi đây nghỉ tí nè anh ơi, mệt quá. Thôi nghỉ tí nè, về vội gì. Thôi nghỉ tí nè. Mệt quá. Về xong rồi làm gì nữa? Xong rồi em về nhà làm cơm ăn. Về nhà. Thế anh về nhà đi đâu nữa? Anh chắc cũng về nhà thôi. Ô, có cái gì thế? Anh về nhé. Về đi. Anh về nhé. Về nhé.